Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip của buổi tối muộn ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2019. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết, ngày hôm nay cửa hàng về được rất nhiều hàng, rất nhiều những sản phẩm từ những chiếc đầu giải mã và những cặp loa. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ giới thiệu chi tiết những sản phẩm có mặt tại cửa hàng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2019. Vâng, tại thời điểm này thì cũng đã là 12 giờ kém 15, chuẩn bị bước sang ngày 20 tháng 3 rồi. Vâng, cửa hàng sẽ giới thiệu nhanh cho quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc được biết và tham khảo những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. Vâng, hôm nay cửa hàng về được rất nhiều những sản phẩm từ tầm trung đến tầm cao cấp để phục vụ cho quý vị và các bạn có niềm đam mê âm nhạc. Vâng, đầu tiên là một cặp loa Pewler đến từ Nhật Bản. Cặp loa Pewler có mã là S9500. Loa được sử dụng 3 đường tiếng, một bát 30 màng carbon, gân mút, một trung đôm, một chép điện và một lỗ thông hơi phía trước. Vâng, cặp loa Pewler S9500 tại thời điểm này có giá dưới 29 triệu. Vâng, cửa hàng hôm nay về được rất nhiều hàng và cũng là những sản phẩm mà cửa hàng Thanh Hạnh lựa chọn rất là kỹ để phục vụ cho quý vị và các bạn có niềm đam mê tao nhã. Vâng, cặp loa Pewler S9500 đẹp, mỹ mãn như trước mắt quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây. Nó có giá dưới 29 triệu. Vâng, và tiếp theo, ngày hôm nay cửa hàng về được một chiếc đầu Philips còn nguyên thùng hộp NHH300B. Vâng, chiếc đầu Philips NHH300B còn nguyên thùng xốp, khiển zin và cả catono đầy đủ có màu đen. Vâng, chiếc đầu NHH300B thì tại thời điểm này còn nguyên thùng hộp có giá dưới 27 triệu. Vâng, dưới 27 triệu, đẹp long lanh, không có một vết xước. Vâng, quý vị và các bạn hãy nhớ kỹ modem của sản phẩm và đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng và nhớ modem của sản phẩm. Philips NHH300B có giá dưới 27 triệu đồng một chút, màu đen đẹp mỹ mãn. Và tiếp theo đến một chiếc đầu Philips có mức tiền tầm trung, Philips CD614 có giá dưới 10 triệu. Vâng, chiếc đầu Philips có mã là CD614 có giá dưới 10 triệu. Cũng là màu đen nhé. Hôm nay về được hai chiếc đầu màu đen chạy đĩa CD. Vâng, để nói về những chiếc đầu Philips thì đã rất là nổi tiếng với giới chơi audio rồi. Và chiếc này thì có mức tiền tầm trung Philips CD614 có giá dưới 10 triệu. Vâng, tiếp theo là một chiếc âm ly Neumann N505F.
Vâng, chiếc âm ly Nuckman N505F. N505F. Đẹp mỹ mãn. Không còn thùng xốp nhưng đầy đủ phụ kiện đi kèm. Dây nguồn zin, khiển zin. Vâng, chiếc đầu xin lỗi, chiếc âm ly Nuckman N505F nó có mặt vàng gold. Mặt vàng gold rất là mới. Vâng, do quay ánh điện bên dưới này phản lên nhé, thì nó có màu hồng đỏ. Và bên ngoài thường thì không qua màn ống kính điện thoại thì nó có màu vàng gold, rất là đẹp và bắt mắt. Hai đồng hồ vu. Nó có giá trên 40. Trên 40 và dưới 44 triệu. Còn nguyên cả dây nguồn zin này, khiển zin này, Katono nhé. Vâng, những chiếc âm ly Nuckman N505F thì phối ghép với những cặp loa như JBL65 Dubai hoặc những dòng loa Mỹ thì có chất âm rất ngọt mềm. Dưới 44 triệu có một chiếc, không còn thùng xốp. Vâng, tiếp theo ngày hôm nay cửa hàng về được hai chiếc âm ly Nuckman. Tiếp theo là một chiếc L80V. Vâng, cửa hàng hết những chiếc âm ly Nuckman N80V này cũng rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay cửa hàng cập nhật được hai chiếc, một chiếc N80V này. N80V này. Tất cả mặt mũi của chiếc âm ly như chiếc màn ống kính quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây. Rất là mới. Kể cả thùng lóc luôn, cũng rất là vuông thành sắc cạnh. Và tại thời điểm này thì nó có giá là dưới 24 triệu. Dưới 24 triệu. Nuckman N80V có giá dưới 24. Tiếp theo đến một chiếc âm ly Nuckman N85V. 80 và 85V. Phối ghép với những dòng loa JBL và rất nhiều những cặp loa khác thì có chất âm rất là tuyệt vời. N85V cũng đẹp mỹ mãn. N85V này. Máy đẹp hoàn hảo. Chạy xuất sắc nhé. Rất là ok. Vâng, cửa hàng lựa chọn thì những sản phẩm như chiếc màn ống kính quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây thì rất là đẹp. Vâng, đẹp từ hình thức lẫn từ vỏ đến trong máy luôn. N85V có giá dưới 25 triệu. 80V có giá dưới 24 triệu. Và tiếp theo đến một chiếc âm ly Acophone E303. 303 có giá trên 30 triệu. Đẹp thiếu thùng xốp. Vâng, những chiếc âm ly ngày hôm nay về với cửa hàng thì rất là ưng ý vì sản phẩm nó quá đẹp. Acophone E303 có giá trên 30. Trên 30. Dưới 33 triệu. Vâng, đấy là những chiếc âm ly về với cửa hàng trong ngày hôm nay. Và tiếp theo đến một cặp loa đến từ Anh Quốc, Tannoy Thunberry GR, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Vâng, cửa hàng về được một cặp. Cặp loa Tannoy Thunberry GR. Vâng, cũng rất là lâu rồi thì ngày hôm nay mới cập bến được một cặp loa còn rất mới. Mới tinh luôn nhé, xin lỗi, không phải là rất mới, mà hàng mới tinh luôn, chưa khui thùng.
Tunberry GR còn nguyên thùng hộp. Và xin thông báo với quý vị và các bạn, tại thời điểm này cặp loa Tannoy Tunberry GR nó có giá dưới 119 triệu. Và cặp loa này thì chưa khui thùng. Vâng, nhưng cặp loa này về cửa hàng xin thông báo với những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết là cặp loa này thì cửa hàng cũng đã lọ một vị khách hàng từ trong năm. Vâng, vị khách đã sắm Omni Acouphase và những chiếc đầu CD Acouphase, và anh cũng đã đặt cặp loa này và anh cũng đã trả tiền từ trong năm rồi, và trong ngày mai thì cửa hàng sẽ vận chuyển cặp loa này đến gia đình cho anh. Vâng, anh có địa chỉ tại Đông Triều, Quảng Ninh. Vâng, cửa hàng thì cũng không cần khui thùng này nữa. Và trong ngày mai thì vị khách anh Thường, anh cũng sẽ là chủ nhân của cặp loa mới tinh này. Vâng, trọng lượng là 41kg trên một thùng. Và nguyên đai, nguyên kiện, cửa hàng chưa hề bật băng keo. Rất là mới. Cửa hàng cũng đã đặt rất là lâu rồi, thì ngày hôm nay đã cập bến với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh được một cặp loa Tannoy Tunberry GR, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng, mới tinh luôn, chưa bóc băng keo. Và ngày hôm nay đã cập nhật được với cửa hàng một cặp loa để về trả lợ với khách hàng anh Thường, anh đến từ Đông Triều, Quảng Ninh. Vâng, anh có theo dõi clip ngày hôm nay thì trong ngày mai là sản phẩm này đã về tới gia đình của anh. Và cửa hàng cũng đã cho anh mượn một cặp loa Tannoy Tunberry SE. Vâng, tiếp theo vẫn đến những sản phẩm mới về ngày hôm nay. Ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì đã được xuất đi một cặp loa JBL4344MK2. Vâng, hai cặp loa JBL4344MK2 của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh về từ trong Tết. Và một cặp ngày hôm nay đã có chủ, và đây là một cặp tiếp theo mà cửa hàng để trong không gian riêng nhà mình. Và ngày hôm nay cửa hàng cũng đã xuất một cặp kia đi và cho cặp loa này ra để cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết. Những vị khách hàng có muốn sở hữu cho mình những cặp loa tầm cao cấp như vậy thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cặp loa JBL4344 như chiếc màn ống kính quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây. Cặp loa còn rất là mới và đẹp, vuông thành sắc cạnh. Vâng, những cặp loa này thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng không còn xa lạ gì với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh nữa. Và cửa hàng đã cung cấp ra thị trường rất nhiều những cặp loa như vậy. Loa được sử dụng một phát 40. Vâng, vuông thành sắc cạnh và tại thời điểm này nó có giá dưới 160 triệu đồng một chút. Và cặp ngày hôm nay thì có một vị khách đến từ quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng, chú cũng đã lựa chọn được một cặp loa bên cửa hàng cung cấp và một chiếc lọc nguồn cách ni 2KVA với một đôi chân kệ 4344MK2. Và cửa hàng cũng đã thuê xe và đích thân, chính thức là trong ngày hôm nay ông chủ cũng đã về cửa hàng, về tận nhà chú để lắp đặt cho chú cặp loa JBL4344MK2. Chú rất ưng ý với những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, tiếp theo đến những sản phẩm mà cửa hàng đang muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đây. Vâng, ngày hôm nay cửa hàng lại về tiếp được một cặp loa Tannoy Sitalink T2V Dub. Và cặp loa này thì rất là tiếc, về với cửa hàng thì không còn chân zin nữa. Vâng, nó chỉ có như vậy. Và những vị khách hàng muốn sở hữu cho mình cặp loa như vậy thì hãy liên hệ ngay với cửa hàng. Và không còn chân zin thì những cặp loa nó có giá thành là cũng rất là êm dịu cho những vị khách muốn sở hữu cho mình. Và những cặp
chân không còn zin thì cửa hàng cũng có thể đặt được cho quý khách hàng. Nó có giá thành rẻ hơn, nó tầm trên 1 triệu một cặp. Trên 1 triệu một cặp. Và đây là một cặp loa Tannoy Sistarling T2V đúp. Vâng, một bên cửa hàng cũng đã bóc e căng rồi. Còn nguyên cả chìa khóa này. Và cặp loa này trong hình thức còn rất mới, chỉ tiếc là không còn chân zin. Không còn chân. Nó có giá trên 60. Trên 60 triệu. Trên 60. Và tiếp theo đến những chiếc đầu giải mã mà cửa hàng muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đây. Ngày hôm nay cửa hàng về được 6 chiếc đầu giải mã. Có 5 chiếc màu vàng gold và 1 chiếc màu đen. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc Sony GA33ES. Còn nguyên khiển zin này. Còn nguyên khiển zin nhé. Vâng, đây qua ống kính mà quý vị và các bạn đang chiêm ngưỡng và được ngắm nhìn những sản phẩm bên cửa hàng đây. Những chiếc đầu giải mã về với cửa hàng ngày hôm nay trong hình thức còn rất mới và đẹp, đẹp đến trên 95%. Trên 95%. Và chiếc đầu giải mã Sony GA33ES có giá dưới 20. Dưới 20. Và tiếp theo đến hai chiếc đầu Sony có mã là GA3ES. Vâng, hai chiếc như trước màn ống kính quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây. Vâng, tất cả những chiếc đầu giải mã ngày hôm nay thì không cần đĩa mồi. Có giá dưới 9 triệu. Dưới 9 triệu. Đẹp ngọc ngà luôn. Không hề có một vết xước ở mặt. Tất cả đều mới hết. Có giá dưới 9 triệu. Và tiếp theo đến hai chiếc Sony có mã là JB920. Có mã JB920 này. Cũng đẹp xuất sắc. Có giá dưới 9 triệu. Cũng vẫn dưới 9 triệu. Vâng, đây cửa hàng cũng đã lấy led để cho quý vị và các bạn cảm nhận và chiêm ngưỡng những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp đây. Dưới 9 triệu. Và tiếp theo đến một chiếc đầu giải mã Sony màu đen. Vâng, chiếc này thì được chạy băng đát này. 59ESG có hai hồi gỗ hai bên. Và cũng có giá dưới 10 triệu. Dưới 10 triệu. Vâng, vậy tổng tất cả các sản phẩm đã về với cửa hàng ngày 19 tháng 3 năm 2019. Cửa hàng cũng đã thông báo cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của ông Thanh Hạnh được biết rồi. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm audio bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Ninh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Và xin lỗi quý vị và các bạn, ngày hôm nay cửa hàng thì trong khi chụp Zalo thì cửa hàng cũng đã về được, đã đăng lên là một cặp Peeler HPM150. Và cặp loa này thì cửa hàng cũng chưa thông báo vội. À, cặp loa này thì cửa hàng còn phải thay gân đã. Cặp loa rất đẹp. Vâng, gân thì cặp loa, những cặp loa gân mút thì thường là phải thay rồi. Và vài ngày tới thì cửa hàng sẽ thông báo cặp loa này về.
Vâng, những vị khách hàng nào đang có nhu cầu sở hữu cho mình cặp loa HPM150 thì hãy liên hệ trực tiếp để đặt cho mình ngay cặp loa này. Vâng, cửa hàng sẽ thay gân và sẽ thông báo hàng về sau. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.